Đây, thưa quý vị, được từ chương trình Vinh Hiển và Kim Chi sẽ đến quý vị một tác phẩm của Trọng Nguyễn, bài hát được mang tên Chợ Mới, dàn nhạc Văn Hoàng đàn guitar Phúng Lợn Việt Nam, Văn Thống đàn kim, quý vị cùng nhận thức. Sợ sau này con Chi về bị răng giết, nên bà cứ dụng dặn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu.
mình chưa hẹn anh sửa tấm cọc cằn để mẹ vui trong em.